Hi cho các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn coi một cái góc bếp của nhà Thạch. Tại vì như các bạn cũng biết là dạo này Thạch đang chuyển từ lối sống tối đa sang lối sống tối giản. Nhưng mà dĩ nhiên không thể chuyển một ào được như vậy, thì mình sẽ sống đi tới một cái bước giữa, đó là sống đơn giản trước đã. Thì một trong những cái cách để sống đơn giản đó chính là tự nấu ăn cho mình. Khoan nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ nấu ăn để mời người này người nọ người kia, mình nấu mình nuôi mình trước đã là một cái điều đó đơn giản rồi. Thực sự là nấu cơm ăn ở nhà, tìm được cái niềm vui trong cái chuyện nấu ăn cũng là một cái thứ rất là hay, và mình may mắn là mình đã làm được chuyện đó. Hôm bữa thì khi mà bắt đầu quyết định nấu ăn ở nhà thì mình đã có lên trên Shopee để đặt rất là nhiều những cái món hàng về, và tại vì trên Shopee đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, những cái món này mình mua đa phần là đều là giá rẻ hơn rất là nhiều so với thị trường luôn. Thì lát nữa mình sẽ show cho các bạn coi là giá từng món như thế nào, nhưng mà trước hết thì các bạn hãy lại đây coi những cái món mình đã mua đã. Ok, ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chỉ với các bạn một cái món canh dùng để tỏ tình với lại người mình thích. Đây là canh cà chua với trứng, các bạn thấy chưa, đây là cà chua với trứng. Bình thường cái canh này á, thì được gọi là canh mây. Tại vì sao? Là khi mà mình nấu á, là trứng á, nó sẽ dính lại với nhau và nó thành cuộn cuộn giống như là những cái đám mây vậy. Nhưng mà hôm nay nấu thì lỡ cho trứng hơi nhiều nên thành thử ra là nó bị hơi over vụ trứng đi, không sao cũng được, vẫn ăn được. Thì với cái nồi canh này các bạn thì hoàn toàn có thể dùng để tỏ tình là như sau. Các bạn hãy canh một cái ngày trời mưa thật là đẹp, các bạn hẹn trai hay là hẹn người các bạn thích đi qua nhà, sau các bạn nấu một cái nồi canh tên là nồi canh mây, sau các bạn ăn trong trời mưa, xong bạn nói với nó là tương truyền là nếu như mà hai người ngồi ăn canh mây với nhau trong trời mưa thì sau đó hai người sẽ mây mưa với nhau đó. Chỉ cần bạn nói như vậy thôi chắc chắn là người sẽ đổ gục so với bạn rồi. Nhưng mà có một cái chuyện, đó là khi mà các bạn nấu canh mà các bạn ăn không có hết, tại ví dụ như học thì ăn ít lắm, hoặc là hai đứa đang ăn cao hứng dắt nhau đi mây mưa rồi không được ăn canh được nữa, thì các bạn cũng phải hiểu là hâm đi hâm lại thì hư nồi canh, nó bị xuống nó rất là mặn. Thì các bạn có thể mua một cái nồi ủ, mình có mua luôn cái nồi ủ đây. Đây là cái nồi ủ hồi nãy đi lên trên Shopee mua. Thì cái nồi ủ này á, bình thường á, giá của nó là tới 539 ngàn lận, nhưng mà bây giờ nó giảm còn có 339 ngàn thôi. Đây là nồi ủ thương hiệu là Kalux, và nó có cái dung tích là 2,5 lít ha. Bây giờ mình sẽ ủ cho các bạn coi rất là dễ. Đây các bạn chỉ cần mở ra, trong này nó sẽ có rất là nhiều đồ, chẳng hạn như cái này là bạn bỏ từng phần đồ ăn và các bạn đậy nắp lại là nó giữ nóng được rất là lâu. Nồi ủ này bên trong được làm bằng hợp kim thì các bạn thấy là nó rất là cứng và nó sẽ giữ đồ ăn nóng lâu lắm. Thì các bạn đơn giản là các bạn chỉ việc đổ canh vào đây, đổ cả nồi canh vào. Mình nóng quá. Rồi các bạn hãy đổ hết nồi canh của các bạn vào đây. Xong rồi sau đó bỏ thêm một ít rau lên trên, rau cần, hành các kiểu này nọ đồ. Rồi đóng nắp lại, có thể bỏ thêm cái phần này, có hoặc không có cái này cũng được nha các bạn. Đây là cái ô để chi bỏ đồ ăn nhỏ nhỏ vào. Rồi sau đó lại nắp lại. Rồi xong, coi như các bạn đã ủ đồ ăn ủ. Và các bạn biết đó là hôm bữa mình để đồ ăn tới khoảng sáng trưa trưa mình nấu, mà tới chiều tối mình mở ra nó vẫn còn nóng luôn, nó không có làm, không đỡ thời gian mình hâm đi hâm lại đồ ăn, nó không có bị hư, nó không có bị gọi là bị xuống vị, nó bị đậm hơn á. À còn cái nồi nhỏ nhỏ xinh xinh này á, thì là lúc mà mình mua thì đây là nồi inox của thương hiệu là Five Star, giá cũng mua trên Shopee luôn và giá là 300 ngàn, nhưng mà nếu như các bạn mua trong giai đoạn này thì chỉ còn 189 ngàn thôi, tức là giảm đâu đó cũng được 30 mấy 40% nữa, rất là nhiều các bạn. Rồi một thứ nữa không thể thiếu đó chính là chảo. Ở nhà thì chắc chắn là có một cái chảo để làm gì, để chiên trứng, để xào đồ ăn, để làm rất là nhiều thứ với một cái chảo. Đây là chảo không dính bằng titanium, hợp kim titanium. Thì cái chảo này nó có một cái điểm hay là cái tay cầm của nó là tay cầm cách nhiệt, bằng nhựa cách nhiệt rất là tốt, và cái chỗ cầm ở trên cái ngón tay trỏ nè thì nó sẽ bằng một cái đồ rất là gọi là bám, nó không có bị trơn á, tránh cho cái việc cầm mà nó bị dễ bị trơn và trợt tay. Thì cái chảo không dính này bình thường của nó khoảng 600 ngàn, và trên Shopee thì bây giờ nó còn có 379 ngàn thôi. Các bạn có thể coi vào cái đường link mà mình để ở trên cái caption của cái video này thì các bạn thấy các bạn mua nha. Hôm nay thì mình có làm xào một ít tôm để ăn bổ sung canxi. Rồi một cái món cuối cùng mà không thể gọi là không thể thiếu ở trong nhà được, với một cái đứa mà hay rủ bạn bè qua nhà để ăn uống chơi bời cuối tuần tụ tập như mình đó, thì là một cái bếp nướng. Và cái bếp nướng này là bằng
điện sẽ không cần dùng than và nướng thì không có khói luôn, rất là tiện. Chỉ cần cắm dây vào đây, nó sẽ có bắt dây cho các bạn nữa, cắm vào rồi sau đó là đứng và bỏ đồ nướng lên, có thể nướng cá, thịt miếng hay là BBQ hay là mấy cái que que mà cắm thịt bò, ớt chuông này nọ đồ vào cũng có thể nướng cho cái này được luôn. Và nướng thì rất là nhanh và rất là không có khói, nó sẽ không bị hôi nhà. Thì cái bếp nướng không khói của Connect cái này bình thường là 500.000, nhưng mà bây giờ các bạn mua thì chỉ giảm còn có 299.000 thôi, tức là cũng giảm 40 mấy% đó. Thì các bạn hãy nhớ là đi mua một cái bộ đồ nấu ăn đơn giản như vậy và ở nhà nấu, tận hưởng cái chuyện là tự mình làm một bữa ăn cho mình và rất là vui vẻ, enjoy chuyện đó. Và nhớ là trên Shopee đang có bán tất cả những cái món này với giá giảm rất là nhiều ha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chiên trứng đây, hồi nãy để trứng sẵn luôn rồi, sẽ dùng cái chảo này để chiên trứng và ăn bữa tối tự bản thân mình, làm đồ ăn cho mình và cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Chúc các bạn mau tự nấu ăn và tìm được hạnh phúc trong cái chuyện tự nấu ăn cho mình. Bye bye các bạn.